với một bản Giáng sinh, chúng ta cảm nhận được rằng Chúa đang đến rất gần và đến mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh trong mỗi đời sống của chúng ta. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, giờ đây Song Khánh trân trọng mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Đức Hùng, nhạc phẩm Mơ Miền Bethlehem. Và ca khúc này trân trọng mời quý cha cùng với tất cả quý sơ thưởng thức qua tiếng hát của Quán Quân Việt Nam Idol năm 2012. Xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt dành cho ca sĩ Gia Duy. Trời này cũng câu ca, Alleluia, Emmanuel, aha, Thiên Chúa cùng.